Thưa quý vị, phong trào khởi nghiệp đã trở nên phổ biến trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây và có xu hướng mở rộng ra với sự đa dạng ngành nghề. Khởi nghiệp là chặng đường dài với không ít thử thách và khởi nghiệp bằng nghiên cứu khoa học lại càng không dễ với những ai đang theo đuổi niềm đam mê trong lĩnh vực này. Bởi các sản phẩm phải có cơ sở khoa học đổi mới sáng tạo, yêu cầu thời gian nghiên cứu nhiều, đầu tư cao về công nghệ. Trong các loại nấm thì đông trùng hạ thảo được coi là dược liệu quý, giàu dinh dưỡng và mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Với niềm đam mê nghiên cứu nấm, vào năm 2018, sau khi tốt nghiệp cao học ngành công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Tài ở xã Bào Chinh, huyện Châu Đức đã chọn khởi nghiệp với mô hình nấm đông trùng hạ thảo. Tài đã có những cái nghiên cứu cũng như là sáng tạo như thế nào trong cái quy trình sản xuất chế biến nấm? Để được có được một cái quy trình mà nuôi trồng ra một cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo mà tốt nhất á, thì công ty đã có nhiều cái nghiên cứu như vậy, về ví dụ như nghiên cứu về sự tăng trưởng, là khả năng hấp thu, là khả năng trao đổi chất và đồng thời là khả năng sinh tổng hợp những cái hoạt chất qua từng giai đoạn nuôi như thế nào. Thì mình tổng hợp tất cả các nghiên cứu thí nghiệm lại, mình sẽ làm ra một cái mô đun nuôi tổng, như là sau khi mà mình tổng hợp nghiên cứu, mình sẽ ra một cái mô pilot mình nuôi trước, sau đó mình sẽ kiểm nghiệm lại. Sau khi một quy mô pilot mà thành công rồi đó, thì bắt đầu là mình sẽ nuôi ở quy mô công nghiệp lớn. Muốn làm được như vậy thì phải bắt nhịp hết tất cả những cái mắt xích ra lại. Nên khi mà sản xuất ra những cái dòng sản phẩm này ra thị trường thì công ty đã công bố tất cả các thành phần và các kỹ thuật mà làm nuôi trồng đó luôn. Vậy thì Tài đã mất bao lâu để mình tạo ra, nghiên cứu ra được một cái quy trình sản xuất như thế? Thì tôi mất thời gian khoảng 4 năm. Từ quá trình nghiên cứu về giống trước, từ quá trình nghiên cứu về nuôi trồng, quá trình nghiên cứu về khả năng sinh tổng hợp của nó đến khi mà ra thành phẩm cuối cùng. Từ thời mà học đại học cho tới khi mà nghiên cứu xong chương trình thạc sĩ luôn. Bằng cả tâm trí lực, sự kiên trì, bền bỉ, Trần Tài đã từng bước khẳng định được giá trị nghiên cứu của mình qua từng năm. Năm 2019, anh đã nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo, tạo ra các dòng sản phẩm nấm khô, trà túi lọc theo hướng hữu cơ. Năm 2020, anh đầu tư các phòng nuôi, cấy, vô trùng cùng các loại máy sấy phân lập chủng nấm với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Căn phòng này chỉ chừng 20m² với những hũ nấm nuôi cấy. Nhưng sau 3 tháng, sản phẩm làm ra có thể bán được tới 300 triệu đồng. Năm 2022, lợi nhuận công ty đạt hơn 2 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm đầu khởi nghiệp. Sự khác biệt ở doanh nghiệp khởi nghiệp này, đó chính là phải tự đầu tư, tự nghiên cứu ra sản phẩm, rồi từ sản phẩm đó lại phải thuyết phục thị trường chấp nhận. Quá trình mà mình đưa vào sản xuất thực tế thì mình có những cái khó khăn như thế nào trong cái quá trình mà làm ra cái sản phẩm của mình không? Giai đoạn ban đầu là nó khó khăn về cái quá trình mà cái nguồn chi phí ban đầu. Thì buộc có những cái chi phí mà mình phải áp dụng đầy đủ, có những chi phí mà buộc là mình phải làm tạm thời. Thì cái giai đoạn đầu nó khó khăn về quá trình vận hành. Và đặc biệt là khi mà mình đứng ra trực tiếp để mình vận hành cái đó và mình đào tạo, mình chỉ lại cho những nhân viên trong công ty á, thì nó mất cái thời gian khoảng cỡ 3 đến 6 tháng như vậy để cho nhân viên họ mới bắt được cái nhịp và nắm bắt được công nghệ đó. Hiện nay các sản phẩm của mình là mình nhắm đến đối tượng như thế nào và cái thị trường tiêu thụ các sản phẩm mình là ở những đâu? Cái sản phẩm mà tiếp cận khách hàng ban đầu á, là cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo sấy khô nè. Người ta đang hướng tới cái sản phẩm là nguyên gốc, người ta sợi qua sản phẩm chế biến nên cái sản phẩm này cái ở giai đoạn đó thì tiêu thụ rất là cao. Đó. Thì sau cái thời gian đó thì mình phát triển thêm một cái dòng sản phẩm mới, nữa là để nó tiện sử dụng hơn. Tại vì nấm đông trùng hạ thảo thường nó có cái mùi tanh nên nhiều người thì họ cũng khó sử dụng và họ phải buộc phải pha nên và phải mang đi, nó rất là cồng kềnh. Nên mình sẽ suy nghĩ ra một cái giải pháp là làm thế nào mà họ có thể là đưa cái sản phẩm đó để sử dụng tiện ích hơn. Thì mình tạo ra cái sản phẩm là trà túi lọc đông trùng hạ thảo. Thì sắp tới thì em sẽ hướng nó tới quá trình xuất khẩu qua Singapore với Nhật Bản. Đối với các startup khởi nghiệp bằng các sản phẩm có từ các dự án, công trình nghiên cứu khoa học của chính mình thì luôn có sự khác biệt với các startup khởi nghiệp khác bởi hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, họ phải có đam mê, sáng tạo để nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm, mô hình, quy trình. Rồi sau đó, với lòng mong muốn sản phẩm được chứng minh hiệu quả trong cuộc sống, đem lại lợi ích cho cộng đồng, họ tiếp tục tìm cách đầu tư sản xuất hoặc nhân rộng quy trình, mô hình đó. Những khó khăn từ công việc nghiên cứu, rồi khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường đều không hề dễ dàng nếu không đủ đam mê, sự kiên trì và quan trọng nhất là vốn.
Cùng là người đam mê nghiên cứu, luôn kiên trì với ý tưởng phục vụ cộng đồng ngư dân trong hơn 10 năm qua. Đây là một trong những dự án khởi nghiệp sáng tạo của anh Trần Thái Sơn, là giám đốc điều hành, cũng là nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp lực và Phát triển Việt. Thiết bị này có chức năng xử lý dầu, giúp máy móc hoạt động trơn tru, ổn định hơn và tiết giảm được 10-15% lượng nhiên liệu trên một chuyến đi biển. Đã đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022. Hiện tại, sáng chế này đã được công ty Anh sản xuất, thương mại hóa và bán ra thị trường với hơn 500 sản phẩm phục vụ bà con ngư dân đi biển. Để có kết quả như hôm nay, anh Sơn đã vượt qua rất nhiều khó khăn của hai giai đoạn như đã nói trên. Để mà phát triển ra một cái sản phẩm mà từ nghiên cứu cho đến sản xuất đưa ra thị trường thì Sơn mất cái khoảng thời gian đó bao lâu? Và khi mà làm ra được cái sản phẩm thử nghiệm rồi thì mình tìm kiếm cái thị trường tiêu thụ cái sản phẩm đó như thế nào? Thực sự mà nói thì có sản phẩm 15 em vẫn chưa ra thị trường. Tức là lâu hay nhanh đó thì, và nhanh nhất thì phải 3 năm. Đó là mình nói là nhanh nhất của mình là 3 năm. Máy lọc nước biển thì phải 8 năm hôm nay mới hoàn thiện. Còn cái xử lý dầu thì 3 năm hôm nay là mới ra thị trường được, còn thấy chung là cơ bản hoàn thiện. Thì cái khó nhất ở đây thì là đến này chắc chắn là chúng ta phải bản thân mình gặp cái khó lớn nhất là tiền đâu để mà làm việc đó. Thì đó lý do làm cái nhỏ đó. Trước kia mình làm cái máy lọc nước rất nhỏ, rất đơn giản, rồi làm cũng chưa hoàn thiện đâu. Còn làm được cái bán được cái sửa đi sửa lại, từ việc nhỏ đó thì dần dần nó lớn lên. Và khi có lớn lên một cái thì dám làm cái việc xa hơn. Xuất phát toàn bộ là mình đi từ thực tế, nên làm ra chắc chắn có thị trường luôn. Hiện nay anh em nghiên cứu rất nhiều sản phẩm nhưng tồn tại được 31 sản phẩm. Trong thời gian tới thì Sơn có cái dự định cũng như là hoạch định cái kế hoạch của mình như thế nào để các sản phẩm mình chế tạo, sáng tạo ra nó phục vụ cho thị trường? Dạ, thật ra một cái hoạch định thì thị trường tập trung tàu cá. Chỉ tập trung duy nhất một đối tượng. Cái thứ hai là mình đang xây dựng, cũng đang học tập và đang đi nhờ tư vấn để xây dựng kênh bán hàng trực tiếp để phục vụ được người dân tốt hơn, làm sao cái dịch vụ sau bán hàng sát nhất với bà con. Khác với hai trường hợp trên, ông Nguyễn Thành Lâm đang làm việc trong ngành xây dựng, có 4 sáng tạo độc đáo, được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ vào năm 2020, 2021, 2022 và năm 2023. Và ông cũng muốn khởi nghiệp với các sản phẩm của mình để đưa nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn cuộc sống, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Đó là các sáng chế bếp ga mini có thiết bị ngắt ga tự động chống cháy nổ, hộp điện âm tường chống chập mạch, thiết bị cảnh báo an toàn khi mở cửa xe ô tô và thiết bị chống thủy kích cho xe ô tô. Tất cả đều được đánh giá cao bởi tính thực tiễn, giải quyết được các tồn tại trong cộng đồng. Tuy nhiên, từ sáng tạo đến sản phẩm thực tế phục vụ cộng đồng lại là một hành trình dài mà ông chưa làm được. Thành lập hẳn một nhà máy để sản xuất thì không đủ khả năng, mà tìm kiếm đối tác để thương mại hóa sản phẩm đưa ra thị trường cũng không dễ dàng. Khi mà làm ra sáng chế thì cái thời gian nghiên cứu lên ý tưởng rồi nghiên cứu là cũng dài 3 năm. Rồi bắt đầu mà thực nghiệm thì cũng tốn vài năm rồi. Đến khi mình đăng ký bảo hộ thì cái thời gian đăng ký bảo hộ là phải trên 3 năm. Nhà sáng chế thường thì thứ nhất là cái khả năng tài chính thì không cao lắm. Cái thứ hai về cái cũng không chuyên về kinh doanh. Cho nên cái vướng mắc hiện giờ là đối với những nhà sáng chế thì thực sự là rất là khó khăn. Thì thậm chí mình ra làm ra sản phẩm được rồi mà mình không có năng lực về tài chính, mà không có năng lực kinh doanh thì những sản phẩm mình không thể thương mại quá thành công được. Thưa quý vị, những nhân vật với các câu chuyện khởi nghiệp như trên đã một lần nữa khẳng định khởi nghiệp bằng nghiên cứu khoa học không thể nói là khó hay dễ. Bởi để thành công, ngoài nền tảng kiến thức vững chắc, các startup còn phải có sự sáng tạo, niềm đam mê và có tâm với nghề. Đặc biệt, vấn đề đáng lo ngại hơn hết là vốn để đầu tư sản xuất, thương mại hóa sản phẩm, kể cả khi các doanh nghiệp tìm được thị trường tiềm năng. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin chúc cho các nhà nghiên cứu không chuyên của chúng ta sớm sẽ gặt hái những thành công mới khi đưa sản phẩm nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thành công trong thực tiễn cuộc sống, đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kỳ này xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.